Học.com xin giới thiệu về nghề graphic design, còn gọi là nghề thiết kế đồ họa. Đây là một nghề mà có thể rất nhiều bạn quan tâm. Mà trên kênh YouTube của Học.com cũng đã có đề cập đến trong nhiều cái video clip của mình. Ở đây tôi có thể ví dụ một số cái video clip như là về phần lập trình web và thiết kế web. Đấy, thì trong đây cũng đã từng đề cập trong cái video clip học thiết kế web thực chất cần phải biết những gì đây. Đã có đề cập về vấn đề thiết kế web, nhưng mà đây thiết kế web thì chỉ là một phần thôi. Đây thực ra là thiết kế chung. Tức là áp dụng cho cả những cái thiết kế khác chứ không nhất thiết phải là thiết kế web. Ngoài ra trong hình như là chuyện nghề IT. Cũng có đề cập đến, tôi nhớ là nghề công nghệ thông tin thì vào đây tìm hiểu về một nghề thú vị. Đấy, thì trong đây cũng có đề cập đến nghề design này. Thì hôm nay chúng ta hãy thử xem qua một cái infographic thể hiện về nghề web design này, xem có những cái thông tin gì nhá, những điều chúng ta cần phải biết về cái nghề nghiệp này. Thế là một graphic design. Thế thì graphic design là gì? Đấy là một cái nghề để sử dụng những cái phần tử đồ họa hoặc là chữ để giải quyết những cái vấn đề về mặt thị giác, tức là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, và tạo ra những cái thứ mà gây ra sự chú ý của người dùng và của cộng đồng và tương tác với lại người dùng ở bằng một cái hình thức hiệu quả và dễ dàng. Đấy, thì tóm lại là tạo ra những cái hình ảnh và chữ để gây ra sự chú ý và làm cho cái việc sử dụng những cái phần mềm và các thứ nó gây ra nhiều hứng thú và nhiều cái thuận tiện hơn. Cái đấy là cái gọi là graphic design, tức là thiết kế đồ họa. Thế thì thiết kế đồ họa thì gồm những cái lĩnh vực gì? Thiết kế đồ họa thì gồm có những cái lĩnh vực sau. Thứ nhất là thiết kế website và thiết kế app, tức là thiết kế ứng dụng. Những cái phần mềm như là Yahoo, là Sky, rồi thì Word, Excel, là vân vân, là những cái app. Còn website là những cái trang web, ví dụ như học.com, kênh 14, dân trí, vân vân. Những cái trang web thì nó có thể chạy, và những cái ứng dụng nó có thể chạy trên máy tính hoặc là chạy trên máy tính bảng, tablet, đúng không? Hoặc là thậm chí chạy trên mobile phone cũng có thể có web và những cái app riêng. Thì đấy là những cái mà chúng ta có lẽ là quan tâm nhất, và cũng là cái mà học từ đầu chúng con gọi là quan tâm nhất và có xu hướng là dạy về những cái liên quan đến cái phần này. Nhưng mà ngoài ra thì thiết kế đồ họa còn được sử dụng ở những cái công cụ, ở những cái việc khác. Ví dụ như là gì, thiết kế thương hiệu, tức là gì, những cái thư này, đấy, thư gửi của một hãng nào đấy cũng phải thiết kế mẫu thư, đấy, rồi thì những cái mẫu hợp đồng, mẫu văn bản như nào đấy, như các bạn thấy, ví dụ như vừa rồi Đàm Vĩnh Hưng có cái vụ hôn khóa môi một nhà sư ấy, sau đấy Đàm Vĩnh Hưng viết thư xin lỗi mọi người, trên cái thư đấy cũng có logo, có các thứ, đấy là một cái ví dụ của một cái design riêng. Tất cả mọi hãng, ví dụ Microsoft vân vân, mà các bạn nhận được thư của họ thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái mẫu riêng, hoặc là các bạn đến những cái công ty kể cả nhỏ nhỏ như là Nhân Hòa để mà các bạn mua domain chẳng hạn, mua hosting chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy họ có một cái phong bì được thiết kế riêng. Đây chính là những cái thiết kế liên quan tới gọi là thương hiệu. Ngoài ra thiết kế đồ họa còn được thể hiện ở những cái bao bì sản phẩm, cái lĩnh vực thiết kế bao bì. Ví dụ như là vỏ chai này, hoặc là vỏ lon Coca, Pepsi này, hoặc là những cái túi đựng này, vân vân. Vỏ, rất nhiều cái vỏ, đúng không? Chúng ta lên ra siêu thị chúng ta sẽ thấy một đống những cái design này. Nó không phải tự nhiên nó có, cũng không phải tự người ta thuê ai đấy vẽ bậy, đúng không? Mà nó có những cái họa sĩ riêng để thực hiện cái công việc đó. Còn print design là những người thiết kế trên những cái ấn phẩm mà có thể in được. Ví dụ như là báo chí, sách, vân vân. Các bạn thấy rằng tất cả mọi cái quyển sách thực ra đều có người là thiết kế bìa, thiết kế ở bên trong này.
không có cái gì tự nhiên là khó cả, bao giờ cũng phải có người làm và thuê người ta tiền thì người ta mới làm, và thường là thuê khá là nhiều tiền. Tất nhiên là ở đây những cái người mà đang thiết kế một thứ mà nhảy sang thứ khác thì vừa có cái thuận tiện mà vừa có cái nhược điểm. Ví dụ những người đang làm nghề print design mà muốn nhảy sang làm cả web design thì anh ta sẽ có được cái lợi thế là gì? Anh ta rất giỏi về cách sử dụng phông chữ và về cách sử dụng hình ảnh. Anh ta cũng giỏi về cách sử dụng màu sắc, đường nét, vân vân, hình khối. Tóm lại là rất nhiều cái kiến thức từ cái thiết kế print có thể đưa sang web được. Thế nhưng mà có một số thứ không thể đưa được. Ví dụ như print thì mọi thứ nó phích cứng rồi, cũng một cái tờ báo kích thước nó luôn luôn như thế và chúng ta luôn để được một cái kích thước. Thế nhưng không, nó không thể đem cái tư duy đấy để mà làm sang thiết kế web được. Ở web thì màn hình có người nhỏ, có người to, thiết bị có thiết bị nhỏ, thiết bị to. Cùng một trang web phải làm sao hiển thị ở trên máy tính nó được, mà khi cho vào tablet hoặc mobile nó vẫn hiển thị tốt. Thì đấy là cái tư duy mà người làm print design có thể sang làm web design có thể vướng mắc, cần phải học thêm. Bởi vì nó thành một cái lối mòn ấy. Giống như ở đây chúng ta cắt tóc hỏng chẳng hạn, cắt lại thì cũng sẽ khó đúng không, hoặc là chúng ta đã chót học một cái thứ rồi mà chúng ta học một cái thứ mà nó có tư duy ngược lại một chút thì nó sẽ hơi khó có việc học từ đầu. Đây là thống kê những cái phần mềm mà thường được sử dụng khi mà thiết kế. Chúng ta thấy rằng Photoshop là một phần mềm phổ biến nhất, 46% người là sử dụng Photoshop, 20% là sử dụng Illustrator. Đây là một cái công cụ vẽ vector rất là phổ biến. Thời xưa thì người ta dùng Corel Draw rất là nhiều, nhưng mà bây giờ trên thế giới dùng Illustrator nhiều và Việt Nam mình cũng dùng Illustrator nhiều. Corel Draw thì ngày càng thất thế rồi. Bây giờ chúng ta thấy trong cái bảng thống kê này không có Corel Draw luôn. Trong đó Photoshop là nhiều nhất, Photoshop thì chủ yếu dùng cho các cái hình ảnh. Firework là một cái thứ mà cũng có thể dùng để thiết kế như là Photoshop được. Một số người thiết kế web người ta đã chuyển không dùng Photoshop mà chuyển sang dùng Fireworks. Nó cũng có những cái ưu điểm riêng. Nhưng mà tóm lại là cái công cụ Photoshop là cái công cụ vạn năng nhất, có thể làm được rất nhiều việc cho nên rất nhiều người dùng. Thứ nữa là cái cộng đồng nó cũng đông và được nhiều tài liệu được support tốt. Đấy cũng là một cái lý do tại sao người ta dùng Photoshop. Thường ở trên đời là như thế thôi. Những cái phần mềm gì, những cái nền tảng gì mà có nhiều người dùng thì nó sẽ càng nhiều hơn, vì những cái lý do mà tôi vừa nói xong đấy. Khi mà có đông người dùng thì chúng ta sẽ có nhiều tài liệu hơn, chúng ta sẽ có nhiều người hỗ trợ hơn, sẽ có cộng đồng lớn hơn, rồi thì có những cái mà người ta viết sẵn nhiều hơn, ví dụ như cái extension plugin vân vân này, cho nên nó sẽ càng đông. InDesign thì dùng chủ yếu cho các cái plugin, các cái thiết kế ở trên này. Print design thì dùng InDesign nhiều. Tôi cũng không sử dụng cái này nhiều lắm, là biết sơ sơ như thế thôi. Firework thì tôi có dùng, ba này tôi đều có dùng rồi. Nhưng tôi cũng không phải chuyên về design nhưng tôi có dùng. Còn GIMP, GIMP là một cái phần mềm tương tự ở Photoshop nhưng nó khác Photoshop ở cái là nó miễn phí, cho nên vẫn có một số lượng người dùng. Tất nhiên Việt Nam mình thì Photoshop cũng gần như là miễn phí rồi, bởi vì có mấy ai bỏ tiền để mua Photoshop đâu. Thế nhưng mà đối với bên nước ngoài, những cái chỗ người ta tôn trọng bản quyền ấy, thì rõ ràng có thể một số người tiếc cái số tiền bỏ ra mua Photoshop và họ đã sử dụng GIMP. Photoshop nó khá đắt, tôi nhớ là hồi trước tôi có tra qua thì phiên bản dành cho giáo dục nó cũng tầm 300-400 đô rồi đấy, còn phiên bản bình thường nó tầm 900 đô. Đấy, còn phần tiếp theo là những cái kỹ năng mà một cái người thiết kế đồ họa cần phải có. Đầu tiên là những cái kỹ năng cá nhân. Đây là hình ảnh tượng trưng cho một nhà thiết kế đồ họa, hay được gọi tắt là designer, tức là chung. À, còn gọi đúng rồi gọi là graphic designer đúng không? Để mà phân biệt với lại những cái người khác, ví dụ như database designer là người thiết kế về cơ sở dữ liệu chẳng hạn, vân vân, có rất nhiều người thiết kế khác. Mà trong cái video clip đây thiết kế web thực sự là gì, tôi cũng có nói sơ qua về cái vấn đề rất nhiều cái kiểu thiết kế interactive design rồi nhiều. Thế thì ở đây cái người làm graphic design cần có những cái kỹ năng sau. Đầu tiên là một cái kỹ năng mà ai cũng cần phải biết,
là kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc, cho dù bạn làm nghề gì bạn cũng phải biết. Và trên youtube.com, trên học từ đầu cũng có cái phần này. Đây là phần kỹ năng mềm. Trong đây thì một trong những cái kỹ năng mềm quan trọng cần phải biết là cái kỹ năng quản lý thời gian. Đây là cái loạt bài quản lý thời gian của học từ đầu mà đang được xây dựng. Mấy nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn. Đây thì rõ ràng cái kỹ năng quản lý thời gian là cái kỹ năng mà bất kỳ ai cũng cần phải biết. Ngoài ra có một số cái kỹ năng khác. Ví dụ như kỹ năng giao tiếp này. Thì cái đấy cũng là một cái kỹ năng mà ai cũng cần phải biết, nhưng ngoài ra có một số cái kỹ năng đặc thù cho nghề nghiệp hơn. Ví dụ như kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo. Đấy, thì trong cái nghề thiết kế design thì nó thiên về sáng tạo nhiều. Rồi thì cũng cần phải có gì? Đam mê, có động lực. Đấy, có thể nhận những cái chỉ trích này, có thể liên tục học hỏi này, ưa thích những cái thách thức này, và có trí tưởng tượng rất là tốt này. Đấy. Tôi thấy là đây là những cái kỹ năng mà đa số nghề nghiệp đều cần thôi, đúng không? Nhưng mà trong cái nghề design thì nó sẽ cần những cái vấn đề mang giải quyết mang tính chất sáng tạo nhiều hơn, và cái cần cái khả năng tưởng tượng nhiều hơn so với những cái nghề khác. Chứ còn những cái thứ như này cần có động lực, cần có đam mê, cần phải học hỏi vân vân thì nghề nào cũng cần phải có. Thì đấy là những cái kỹ năng cá nhân. Còn về những cái gọi là technical skill, tức là những cái kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp ấy, thì cần có những cái sau. Thứ nhất là phải có cái khả năng sử dụng những cái phần mềm design, những cái phần mềm thiết kế mà lúc nãy có nói đến đấy. Đây, tối thiểu là bạn phải biết Photoshop vì nhiều người dùng quá, có phải không nào? Còn nếu như bạn không, bạn có thể học Gimp cũng được. Nhưng tôi nghĩ là dù sao chúng ta cũng nên biết Photoshop, nhất là trong điều kiện của chúng ta. Chúng ta phải biết căn bản về web design. Đấy là cái mà kể cả những người mà làm print design hay là làm những cái thiết kế bao bì vân vân này cũng nên biết. Không thừa có khoảng nào. Chúng ta cần phải biết khái niệm về grid, tức là về lưới. Đây là một cái khái niệm quan trọng trong design. Chúng ta phải biết những cái khái niệm cơ bản về màu sắc, đây, CMYK, và những cái vấn đề liên quan đến in ấn. Đã làm design và không thể tránh được cái việc sẽ làm ra sản phẩm có thể in được. Bao bì hoặc là báo chí hoặc là bìa sách vân vân, hoặc kể cả trang web đôi khi chúng ta phải in ra. Tất nhiên là bây giờ thì báo điện tử, sách nó đang ngày càng gọi là đi xuống so với lại sự đi lên của ebook, của báo điện tử. Thế nhưng mà nó vẫn chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn, cho nên cái kiến thức về in vẫn rất là quan trọng. Ngoài ra chúng ta cần phải có kiến thức về phông chữ, hoặc nói đúng ra là typography. Đây là một cái ngành thiết kế gọi là một cái kỹ thuật sử dụng các cái phông chữ. Thì đã làm design thì phải có kiến thức về phông chữ, nó rất nhiều cái kiến thức đấy, chứ nó không đơn giản. Đấy, thậm chí có những cái trang web mà hầu như nó không có hình ảnh mấy mà nó toàn sử dụng các cái phông chữ để làm đẹp thôi. Nhưng còn cái lý thuyết về màu sắc thì là bắt buộc rồi. Lý thuyết về màu sắc đã làm design thì không tránh được việc phải sử dụng màu. Chúng ta không thể sử dụng chỉ có đen và trắng được, mà nếu kể cả sử dụng đen trắng thì cũng có những cái tông màu trung gian sang sáng, đúng không? Nên là hiểu biết về màu sắc là chắc chắn. Ngoài ra cần phải biết một số cái kỹ năng khác mà nếu mà biết thì là tốt. Ví dụ kỹ năng chụp hình. Chụp hình thì bây giờ quá nhiều bạn quan tâm rồi, đúng không? Bây giờ máy ảnh xịn nó cũng rẻ hơn. Kỹ năng vẽ tay. Đây hình của cái bút với bảng màu, một người có thể thiết kế trên máy tính thì cũng nên có thể vẽ được tay. Đấy, một số cái kỹ năng về gọi là ví dụ như là cắt giấy chẳng hạn, đúng không? Artisan craft, tức là dạng như thủ công mỹ nghệ. Writing, tức là bạn có khả năng viết, khả năng thể hiện những cái ý tưởng của mình cho người khác hiểu, đấy cũng gọi là một cái gọi là communication. Edit video, tức là chúng ta chỉnh sửa những cái gọi là video clip chẳng hạn. Ví dụ như tôi thường xuyên phải làm cái công việc là, nhưng tôi chỉ chỉnh sửa căn bản thôi. Và kỹ năng lập trình. Ở đây có thể nhiều bạn thắc mắc, ôi designer thì cần thì phải biết là về kỹ năng về lập trình, nhưng mà đây rõ ràng nếu như bạn muốn biết về web design thì rõ ràng bạn phải biết tối thiểu là HTML, CSS rồi. Thì cái này bạn nên học thêm. Cái học phí để học bây giờ nó quá là rẻ rồi. Cho nên các bạn so với lại cái số tiền mà các bạn designer kiếm được thì cái số tiền để học thêm lập trình web nó chả đáng mấy.
thì sao mà chúng ta không học thêm về tối thiểu là HTML, CSS? Còn nếu như chúng ta biết thêm JavaScript, chúng ta làm web lại càng tốt, biết thêm PHP lại càng có lợi thế. Thì tôi biết một số bạn designer biết những cái đấy, thì rõ ràng biết thì là tốt. Thế nhưng có một số bạn cố học mà không được thì phải chịu thôi, nhưng tôi nghĩ là HTML, CSS thì nó quá dễ rồi và ai có thể học được. Thì tại sao mà không học? Chúng ta cũng nên biết. Tiếp theo là vấn đề một cái người design thì làm việc ở đâu? Thì đây là những cái chỗ mà chúng ta có thể làm việc. Thứ nhất là chúng ta có thể làm cho các cái đại lý quảng cáo, những cái công ty làm về quảng cáo. Những cái công ty đấy thì sẽ suốt ngày có những cái khách hàng thuê là làm những cái như banner, tờ rơi rồi vân vân. Phải không nào? Nhiều. Đấy. Thế là đấy là một kiểu. Kiểu tiếp theo là tự mở đúng không? In-house. Graphic designer là những người mà tự làm trong nhà. Hay theo tôi hiểu là như thế, tức là mình tự ngồi nhà làm, bạn có thể nói là bạn mở công ty riêng hoặc bạn tự mình làm, tự mình nhận việc. Tôi hiểu như thế, không biết có đúng hay không đó, bởi vì cái design nó cũng không phải là chuyên ngành của tôi của thôi. Nhưng đây tôi đang hiểu theo tiếng Anh thôi. Thuyết trình thì rõ rồi, bất kỳ ai biết về một cái kỹ năng gì đó thì đều có thể dạy về cái kỹ năng đấy. Nhưng tất nhiên bạn phải có một chút năng khiếu về dạy học và bạn phải xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thì bạn mới có thể đi theo cái nghề dạy học được. À, thị trường về in đấy, bạn có thể tham gia thị trường in ấn thì rất là nhiều đúng không, in cả visit này rồi thì in cái này in cái kia, rất nhiều thứ. Thế đấy là những cái thứ mà có thể làm. Ngoài ra còn có một nghề mà cái người lập trình cũng có thể làm, đó là freelancing. Tức là như nào, cái này có thể nhiều bạn vẫn thắc mắc bởi vì bạn chưa xem những cái video clip trên YouTube chúng con học từ đầu thôi, là tôi có giới thiệu sơ qua cái nghề đấy. Mà tôi có thể nhắc lại đại khái là freelancing là gì, là chúng ta có thể nhận những cái hợp đồng về làm riêng theo thông qua những cái con đường sau. Thứ nhất là có người quen bảo là mày làm tao này cái kia trả cho mày mấy trăm nghìn, mấy triệu, mấy chục triệu vân vân. Cách thứ hai là chúng ta lên những cái trang web chuyên cho cái người freelance, thì trên đấy sẽ có những người đăng bài nên là tôi cần một người làm tôi cái logo, tôi cần người làm cho tôi một trang web vân vân. Thế thì khi có người đã đăng lên như vậy thì rất nhiều cái người gọi là freelancer, tức là mình đấy, sẽ nhảy vào và bảo tôi có thể làm cái này với giá 5 đô, người khác tôi có thể làm với giá 10 đô, vân vân. Thì khi có tất cả gọi là ví dụ 5 6 người cùng nhảy vào như vậy thì các bạn gọi cái đấy là đấu thầu hay là bid. Cái thuật ngữ của nó là bid, tức là bidder. Là chúng ta xem ai mà được người ta thích thì sẽ làm. Thì khi mà cái người gọi là chủ thầu, tức là cái người đưa ra cái dự án đó, người ta chọn một người nào đó có thể là giá rẻ nhất hoặc là có thể có uy tín nhất hoặc có thể là giỏi nhất vân vân, tóm lại tùy người ta thích ai người ta sẽ chọn thì mình sẽ làm. Thì freelance cũng là một cái nghề mà thu nhập khá cao nếu như mà bạn tiếng Anh tốt và bạn có thể làm được ở những cái trang bên nước ngoài. Thì rõ ràng ngồi ở một cái nước chưa phát triển như là Việt Nam, Campuchia vân vân mà làm cho cái thị trường mà phát triển như là châu Âu, Mỹ chẳng hạn thì rõ ràng là một cái lợi thế rồi, bởi vì tiêu dùng tiêu tiền thì với giá Việt nhưng mà nhận lương nhận thu nhập thì lại với lại thu nhập Mỹ. Nó sẽ nếu bạn làm kém thì nó cũng phải cỡ 1-2 ngàn một tháng, làm giỏi có thể 5-10 ngàn. Nhưng mà nó có vướng một thứ là chúng ta phải biết tiếng Anh và chúng ta phải năng động trong cái vấn đề làm sao để nhận được cái dự án về. Thời gian đầu sẽ không hề dễ. Thế còn đây là cái mức lương của graphic designer. Đây là lương trung bình tính theo tháng ở một số nước đúng không? Ở đây họ liệt kê một số nước, ví dụ như Ả Rập, Jordan. Đây, tóm lại là một số nước hơi lạ. Ở đây nó không liệt kê ở Mỹ với ở Việt. Nếu mà các bạn muốn biết Mỹ, Việt thì các bạn có thể xem video clip về chuyện người IT này. Đây, thiết kế web và lập trình web. Đây, bạn xem cái clip này, hình như tôi có trình bày về vấn đề lương. Đây, trong đây có để trình bày về vấn đề lương thì các bạn có thể xem thêm. Còn cái thị trường cô gác các thứ thì chúng ta không cần quan tâm nữa. Rồi, thế là tôi đã trình bày cơ bản về nghề gọi là thiết kế đồ họa hay còn gọi là graphic design. Nếu như bạn còn có một cái câu hỏi nào đó hoặc bạn có muốn góp ý nào đó hoặc bạn muốn tham gia cái khảo sát thì bạn có thể vào cái đường link sau. Bit.ly trên HTD graphic design để bạn có thể tham gia góp ý thêm. Thì tôi sẽ vào cái đường link cho bạn xem luôn.
Đây là một cái đường link mà tôi làm ra dựa trên cái bảng khảo sát được dựa trên video clip vừa rồi. Và đây tôi có bổ sung thêm một phần nữa là ngoài những cái kiến thức về sử dụng phần mềm vân vân, rồi thì lập trình vẽ tay, tôi đã bổ sung thêm tiếng Anh. Bởi vì nếu như bạn có học tiếng Anh thì bạn sẽ dễ học hơn, dễ làm freelance hơn, kiếm tiền khả năng sẽ dễ được nhiều tiền hơn. Thêm một cái kỹ năng nghề nghiệp là bạn có tăng thêm cái cơ hội có việc và tăng thêm cái cơ hội kiếm tiền. Và đồng thời là học nó cũng sẽ giúp cho chúng ta gọi là gì nhỉ? Đúng không? Đây là gì? Keep learning, tức là chúng ta phải liên tục học tập thì nó sẽ giữ cho cái đầu óc của chúng ta liên tục được rèn luyện, đồng thời tăng cái cơ hội, tăng thu nhập, có thể giao lưu với mọi người dễ hơn, cho nên đấy là một cái rất là đáng nói. Thì tôi đã thêm tiếng Anh. Những cái phần còn lại tôi cũng để tiếng Anh hết, bởi vì trong cái video clip tôi đã giải thích hết những cái khái niệm sang tiếng Việt rồi. Bạn có thể tra từ điển hoặc là xem kỹ lại để có thể hiểu thêm nếu như bạn không hiểu. Còn nếu như bạn hiểu rồi thì tốt quá, đúng không nào? Cho nên tôi vẫn để nguyên tất cả mọi thứ giống y như cái hình này. Còn tôi gõ được cái hình ra và bạn có thể tham gia cái phần khảo sát nếu như bạn muốn. Còn cuối cùng nếu bạn muốn góp ý cái gì hoặc là bạn muốn đặt câu hỏi, có thể đặt câu hỏi vào đây. Cái đường link ảnh mà các bạn nhìn trong trong bài cũng được đưa lên cái đường link sau. Đấy, và nếu như bạn vào đây thì bạn sẽ có thể lấy được cái đường link ảnh. Thì tôi xin tạm thời kết thúc cái bài trình bày.